Xin chào các em, sau đây thầy sẽ tiến hành thí nghiệm về vật phản xạ âm. Mục đích của thí nghiệm là giúp các em nhận biết được những vật phản xạ âm tốt, những vật phản xạ âm kém có đặc điểm như thế nào. Thí nghiệm gồm những cụ sau đây. Thứ nhất là giá đỡ thí nghiệm. Hai là hộp cách âm. Ba là một chiếc đồng hồ để bàn được dùng để làm nguồn âm. Và các vật liệu phản xạ âm như là tấm gỗ có bề mặt nhẵn, một tấm xốp, và tấm vải thảm cùng kích cỡ và thiết bị đo độ to của âm được cài đặt trên điện thoại. Cách tiến hành thí nghiệm thì chúng ta tiến hành thí nghiệm theo 3 bước. Bước đầu tiên là gắn tấm phản xạ lên giá đỡ. Bước thứ hai là bật nguồn âm và thiết bị đo. Bước thứ ba là quan sát và đọc kết quả. Sau đó chúng ta lần lượt thay tấm gỗ nhẵn bằng tấm xốp và tấm vải thảm và tiến hành thí nghiệm như trên. Bây giờ thầy bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Thầy đã gắn tấm gỗ nhẵn lên giá đỡ thí nghiệm. Tiến hành bật nguồn âm. Bật máy đo độ to của âm. Các em thấy kết quả đo được là 79 decibel. Bây giờ thầy thay tấm gỗ nhẵn bằng tấm xốp. Kết quả đo được là 73 decibel. Bây giờ thầy sẽ tiến hành thay tấm xốp bằng tấm vải thảm. Kết quả đo được là 68 decibel. Thí nghiệm đến đây là kết thúc và các em hãy hoàn thành phiếu tập số 2.